Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyễn Huy Vlog. Ngày hôm nay, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với series truyện ma dân gian kinh dị, một series rất được các bạn yêu thích của tác giả Thảo Trang. Series về Trung thu quỷ truyện. Những ngày gần đây do Thảo Trang bận những deadline trong công việc, cũng như Huy cũng có một số việc bận, cho nên bị gián đoạn những cái hồi ra của bộ truyện này. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện tiếp nối về câu chuyện của người bà nội ở trong câu chuyện ở hồi thứ hai, tiệm đèn lồng ma. Thì cái nhân vật vô hình ở phía sau luôn đi theo để mà theo dõi, giúp đỡ cũng như bảo vệ cho người bà thật sự là ai. Thì ở cuối hồi thứ hai thì bà nội đã nói rằng người ấy đến từ dòng sông nuôi xác. Vậy thì câu chuyện về dòng sông nuôi xác như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Trung thu quỷ truyện hồi thứ ba, dòng sông nuôi xác. Bà tôi mất năm tôi 9 tuổi, năm nay tôi 27 tuổi rồi, tính ra cũng ngót nghét 20 năm. Thời còn sống, bà tôi là một người đặc biệt giỏi giang. Đối thủ làm ăn của bà trên thương trường vừa nể phục vừa sợ hãi. Bụng bầu to gần đẻ nhưng vẫn giám sát công việc được từ xa. Có lần bà kể với tôi rằng cái đêm mà ông nội đi đến tiệm đèn lồng bị cháy, bà đang nằm ở nhà thì có người đứng ngó đầu vào màn rồi nói rằng: "Tâm, dậy đi, tiệm đèn lồng bị cháy rồi." Bà tôi hoảng sợ gọi không thấy chồng đâu, linh tính có chuyện chẳng lành, bà vội chạy đi tìm ông. Một lần khác là vào năm 1994. Sáng hôm đó, người làm trong nhà nhập giải về để ở sạp hàng chợ Đồng Xuân. Trưa hôm đó, bà đang ngủ thì có người đi đến rồi nói: "Đừng để vải ở sạp hàng nha, sắp cháy tới nơi rồi." Bà tỉnh dậy thấy lòng vô cùng bất an, bà cho người bê hết giải về đặt ở tiệm đèn lồng trên phố Hàng Mã của ông tôi không xa. Và đêm hôm ấy, một sự cố chập điện đã thiêu rụi toàn bộ chợ Đồng Xuân chỉ trong một đêm. Nửa đêm bà đang ngủ cạnh chồng con trong gian nhà nhỏ ở tiệm đèn lồng thì nghe thấy tiếng người la hét thất thanh từ đằng xa. Cả chợ Đồng Xuân chìm trong biển lửa. Bà tôi nhìn thấy nhiều người khóc ngất vì toàn bộ số hàng hóa, tiền bạc bị thiêu rụi dưới ngọn lửa hung tàn. Mãi về sau này, bà vẫn bảo rằng nếu như cả hai vụ cháy hôm đó mà không có người đến báo tin cho bà thì có khi gia đình tôi đã tán gia bại sản, tiêu tán từ lâu. Tôi mới gặng hỏi bà người đó là ai thì bà chỉ mỉm cười nói rằng: "Đó là một người quen cũ đến từ dòng sông nuôi xác." Dòng sông nuôi xác, cái tên ghê rợn ấy chỉ về một dòng sông ở đầu làng quê nhà của bà nội tôi. Bà tôi sinh ra trong một ngôi làng Bắc Bộ, làng thượng và làng hạ cách nhau bởi một cái ranh giới tự nhiên, ấy là một dòng sông nhỏ. Sở dĩ người ta nhắc đến dòng sông nuôi xác ấy là vì nơi đây xác người trong làng chết đuối sẽ vẫn nguyên vẹn mà không hề bị cá rỉa. Bà tôi sinh ra trong một gia đình quan lại ở chính ngôi làng đó. Nhắc đến quan lại thời xưa, người ta thường nghĩ ngay đến những vị quan độc ác, hà hiếp chân đen. Thế nhưng cụ nội của tôi thì hoàn toàn trái ngược. Cụ là một người có chức vụ và có đầu óc làm ăn. Gia đình có của ăn của để, nhưng sự giàu có không đến từ việc dơ dét bóc lột chân lành, mà đến từ những cửa tiệm buôn bán do ba người vợ của cụ quản lý. Người ta có câu: "Hòa khí sinh tài", tức là gia đình hòa thuận thì việc làm ăn mới tốt được. Mặc dù có ba bà vợ, nhưng cả gia đình sống với nhau hòa thuận lắm. Bà cả và bà hai là con của quan, bà ba thì là con gái của một gia đình người lái buôn, sống với ba người vợ tài giỏi, lại có thêm hai đứa con trai
hai người con gái, cho nên cuộc sống của cụ tôi viên mãn lắm. Bà tôi là con của người vợ cả, phía trên còn có một anh hai. Bốn người con của cụ tên lần lượt là Tuệ, Tâm, Phúc và Đức. Ai cũng tấm tắc khen cụ ăn ở thiện lương, cho nên gia đình êm ấm. Năm bà tôi lên 6 tuổi thì có một biến cố lớn ập đến. Năm ấy lũ về, nước dâng lên cao, tràn cả vào ruộng. Nước mênh mông trắng xóa phủ kín cả những cánh đồng. Ngày trước hệ thống đê điều vốn chưa được hoàn thiện, chỉ cần một trận lũ là cuốn phăng đi tài sản của người dân, cả làng quê ngập trong biển nước. Trước ngày lũ tràn đến mấy tháng, một đêm nọ bà tôi nằm mơ, thấy có một thằng bé cũng trạc tuổi với bà ngồi chơi trước sân nhà. Ánh trăng vàng bạc chiếu xuống người thằng bé. Thấy có người lạ, bà tôi lên tiếng hỏi: "Ừ, ai đó? Ai lại ngồi đây vậy?" Thằng bé ngồi trên cái chõng tre, hai chân buông xuống đong đưa. Nghe thấy tiếng bà tôi hỏi nhưng không trả lời. Nó vẫn im lặng, rồi ngẩng cổ lên nhìn ánh trăng. Bà tôi thấy nó không trả lời, liền bực mình: "Nè, không nói tên là tao thả chó ra đuổi mày đó." Lúc đó thằng bé mới quay lại nhìn bà tôi. Và cái giây phút ấy, dù là trong giấc mơ, nhưng bà tôi vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt của nó. Người thằng bé gầy gò ốm yếu, làn da trắng nhợt nhạt của nó phát ra một thứ ánh sáng kỳ quái. Thứ ánh sáng tỏa ra từ thằng bé giống như ánh sáng của ngọn ma trời vào những đêm tối trời. Bà tôi thấy thế sợ hãi, chỉ dám đứng nhìn nó trân trân, không thốt thêm được tiếng nào. Thằng bé nhìn bà tôi, khóe miệng của nó cười cười rồi lên tiếng nói: "Đêm rằm trung thu, trăng có màu xanh, chắc chắn sẽ có lũ lụt." Thằng bé vừa dứt lời thì liền biến mất như tan biến vào trong không trung. Lúc đó bà tôi mới 6 tuổi, chúng dĩ chẳng hiểu lời thằng bé trong giấc mơ nói có nghĩa là như thế nào. Thế nhưng mà liên tục mấy hôm sau, bà cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ như vậy. Trong lòng bà bỗng dưng có một nỗi băn khoăn cứ đè nén trong lòng. Buổi tối hôm ấy, cả nhà đang quay quần bên mâm cơm. Nhà có 4 đứa nhỏ và 4 người lớn, tổng cộng là 8 người. Cụ tôi cho đóng một cái bàn hình tròn thật lớn, giống như những bàn tiệc mà chúng ta thường thấy ở những tiệc cưới vậy. Cho đến tận bây giờ, cái bàn đó vẫn còn ở nhà thờ tộc của gia đình tôi. Cứ hôm nào có cúng dỗ là người trong nhà lại bày đồ cúng lên chiếc bàn đó. Bà tôi ngồi cạnh anh trai và 2 đứa em nhỏ, tôi phải gọi là ông bà trẻ. Khi ấy ông út của tôi là Đức mới 3 tuổi đầu. Ông đang ngồi ăn cơm thì bỗng dưng từ đâu có con kiến cánh bay vào, đậu trên tóc của ông. Cụ tôi thấy vậy mới cười khà khà: "Có con kiến cánh bay vô nhà là ngày mai trời mưa to đấy." Bà nội tôi đang ngồi xúc từng miếng cơm, thấy thầy mình nói như vậy liền thủng thẳng đáp: "À, mấy đêm nay á, đêm nào con cũng mơ thấy có một thằng bé. Nó bảo với con là mặt trăng màu xanh lục, sắp có bão rồi đó." Cụ tôi đánh rơi cả đôi đũa, cụ lắp bắp hỏi lại: Con nói cái gì vậy Tâm?" Thấy cụ ông hoảng hốt, cả 3 cụ bà đều giật mình, hết nhìn chồng rồi lại nhìn bà tôi. Bà tôi ngây thơ trả lời: "Dạ, đêm nào á, con cứ nằm mơ thấy có thằng bé ngồi ở cái chõng tre trước sân á. Nó cứ nhìn trời rồi bảo là con trăng có màu xanh lục, cẩn thận không bị bão rồi lũ lụt. Ban đầu con sợ lắm, nhưng mấy hôm nay cứ mơ thấy suốt à, con cũng chẳng để ý nữa." Lời của trẻ con vốn ngây ngô, nhưng cụ tôi lại để trong lòng. Ngày trước dân gian thường lưu truyền những kinh nghiệm xem hiện tượng tự nhiên để báo hiệu thời tiết. Nào là trăng quần thì hạn, trăng tán thì mưa. Nào là chim sẻ tắm trời nắng, chim sáo tắm trời mưa. Vào thời phong kiến,
vị quan có nhiệm vụ đoán biết thời tiết trong tương lai, gọi là quan thiên tượng. Cứ vào những ngày đặc biệt trong năm, các vị quan sẽ lên một tòa lầu thật cao để xem thiên tượng, tức là những hiện tượng của bầu trời, rồi bẩm báo lại cho nhà vua. Trong ngày rằm trung thu, cũng là lúc mặt trăng sáng nhất trong năm, quan thiên tượng sẽ theo dõi mặt trăng để đoán biết tình hình vận mệnh đất nước trong thời gian sắp tới. Nếu như mặt trăng có màu vàng non thì năm ấy mùa màng bội thu, dân gian trúng mùa tầm để dệt thành tơ lụa. Nếu như mặt trăng có màu vàng cam thì điềm báo của vạn sự đều yên ổn. Thế nhưng mà nếu thấy mặt trăng trong đêm rằm trung thu chuyển sang màu xanh lục thì chắc chắn báo hiệu thiên tai lũ lụt, cần gấp rút dự trữ lúa gạo. Nhìn trăng rằm đoán mệnh ấy gọi là phép trong mặt trăng, vốn dĩ được viết rất rõ trong cuốn binh thư yếu lược của danh tướng Trần Hưng Đạo. Cụ tôi giật mình khi nghe con gái của mình nói như vậy. Nhiều người lớn có khi còn chẳng biết được điều đó. Thế nhưng mà không hiểu vì sao một đứa con gái mới 6 tuổi của cụ nó lại biết được. Vừa nghĩ, cụ vừa lo ngay ngáy, trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Ngày hôm sau, dân trong làng thấy mấy chục chiếc xe bò chở thóc gạo đến cho cụ. Cụ cho dẹp hết mấy gian nhà ngang, lại đóng thêm kệ gỗ để chất thóc lên trong đó. Ba bà vợ trong nhà thấy vậy lạ lắm, nhưng không nói gì, chỉ lặng lặng làm theo chồng. Tết Trung Thu vừa đến thì lũ lụt đã về. Trời mưa như trút nước, cánh đồng của cả làng cả tổng ngập trong biển nước. Người không kịp chạy lũ thì bị chết, mắc kẹt cả vào bụi tre làng. Lợn gà bị cuốn trôi từ miền ngược về dưới đồng bằng. Khắp nơi tiếng người lớn khóc, tiếng trẻ con khóc. Những mái nhà ngập trong nước, tiếng người kêu cứu, tiếng người than khóc dưới trời mưa lạnh lẽo. Mưa xối xả, mưa rửa trôi cả đất cát, mưa cuốn phăng cả nhà cửa, cuốn phăng cả mạng người. Với người dân khi ấy, lũ lụt còn đáng sợ hơn là bọn giặc ngoại xâm, đáng sợ hơn cả dịch bệnh. Bởi lẽ nếu như giặc đến thì người ta còn có thể đánh trả, dịch bệnh còn có thể cách ly. Chứ lũ về thì có trốn trên rừng cũng chẳng thể nào thoát thân. Giữa cảnh tình khốn cùng ấy, cụ nội tôi đem gạo cứu tế cho người dân. Có gạo là có cái ăn, khi đã no bụng thì người dân cũng có thêm niềm hy vọng. Cả làng thoát chết đói, người ta cảm kích cụ tôi lắm. Thế nhưng tự trong thâm tâm của cụ biết, nếu như không có giấc mơ của cô con gái mình thì chắc có lẽ cụ cũng đã lâm vào tình cảnh như người khác rồi. Thỉnh thoảng cụ cứ hỏi bà nội tôi về giấc mơ đó. Cụ hỏi kỹ lắm, cụ bắt bà phải tả đứa trẻ con ấy trông như thế nào, có gì đặc biệt hay không. Bà tôi lúc đó còn nhỏ, lại ham chơi, thấy thầy mình cứ hỏi như vậy thì phụng phịu: Dạ bẩm thầy, con chỉ nhớ có vậy thôi. Thầy muốn biết á thì thầy cứ tự nằm mơ á, chứ con cũng chẳng nhớ đâu. Cụ tôi nghe con gái nói liền ngẩn người ra, rồi bật cười ha hả. Thời gian thấm thoát trôi đi, vụ lũ lụt từ đêm rằm tháng 8 khiến cho người dân đã nghèo nay còn nghèo hơn. Trước làng ngày đó có một bãi đất quan, đi sâu vào bãi đất đó có khoảng hơn chục ngôi mộ vô danh. Những ngôi mộ ấy vốn là nơi mà người làng chôn cất những xác người trôi đến từ con sông cạnh làng, rồi mắc kẹt vào bụi tre trong trận lũ. Người làng mang những cái xác đi chôn, rồi cẩn thận ghi chép lại từng cái xác được chôn ở những vị trí nào, để lỡ sau này nếu có người thân đến tìm thì còn có thể giúp được. Đám trẻ con trong làng thường đi chăn trâu ở bãi đất quan đó. Thứ nhất là bởi vì cỏ ở chỗ này rậm rạp, bầy trâu tha hộ ăn thỏa thích, không cần phải đi xa. Thứ hai là vì bãi đất quan rộng lớn, bọn trẻ con có thể vừa bày trò chơi vừa trông coi bầy trâu được.
Bà nội tôi cùng với anh trai cũng tham gia vào bầy trẻ con chơi ở đó. Mặc dù là con nhà quyền quý, nhưng ông trẻ và bà tôi được người làng yêu mến, bầy trẻ con cũng chẳng xa lánh. Chiều hôm ấy, bà nội tôi và lũ trẻ con kéo nhau ra đầu làng để chơi đánh khăn. Bà rủ mấy đứa bạn gái trong làng đi tìm cỏ gà về chọi. Chơi mãi cũng chán, cả lũ trẻ kéo nhau ra con sông đầu làng để tắm mát. Ông trẻ tôi bơi rất giỏi, bạn thân của ông tên là Bắc, nhà làm nghề đánh cá quanh năm sống trên sông nước. Trẻ con ở làng quê thì đứa nào cũng biết bơi lội, thế nhưng mà bơi giỏi như ông trẻ tôi và ông Bắc thì quả là hiếm có. Buổi chiều định mệnh hôm ấy, trời âm u như sắp mưa, trời ôi bức một cách khó chịu. Bọn trẻ con thì lội bị bởm dưới sông, chán rồi lại lên bờ tán dốc, nói đủ thứ chuyện trên đời. Đột nhiên ông Bác bảo: "Ê nè, tụi mày có sợ ma không?" Ông trẻ tôi cười: "Làm gì con ma đâu mà sợ." Một đứa nhỏ khác thì lại nói: "Ê, có ma thiệt hả anh Bác?" Ông Bác nghiêm giọng: "Ờ, có chứ sao không, ở ngay cái khúc sông này luôn nè." Bọn trẻ con nhìn nhau đầy sợ hãi. Ông Bác hạ giọng thì thầm: "Cái dòng sông này á, có một cái lời nguyền đó. Chúng mày có muốn biết chuyện đó không?" Đến lúc này thì ông trẻ tôi cũng bắt đầu cảm thấy tò mò. Ông hạ giọng hỏi nhỏ: Lời nguyền như thế nào? Mày kể cho bọn tao nghe với." "À, tao cũng chỉ nghe bố tao nói chuyện thôi, nhưng mà cấm chúng mày nói cho ai biết là tao nói đó nghe." Bọn trẻ con gật đầu, đứa nào cũng tò mò muốn nghe tiếp câu chuyện. Ông Bác thì thào kể lại về dòng sông đầy ma quái ở đầu làng. Sông này á, vốn dĩ không có tên, người ta chỉ gọi nó là sông Làng Hạ thôi. Thế nhưng mà nhiều người lại gọi sông này là sông nuôi xác đó. Sở dĩ gọi như vậy là vì ma gia ở sông này nhiều vô số kể. Của cố nội của tao kể lại, cái thời đó giặc phương Bắc bị quân ta đánh đuổi đến đây, rồi trốn vào trong những cái ngọn núi sau làng, chờ thời cơ để mà trốn về nước. Thế nhưng mà vừa mới ẩn trốn cái đêm hôm trước, thì sáng ngày hôm sau, bọn lính tàu đã bị lũ trẻ con trong làng đi chăn dê biết được. Có ba đứa trẻ trong đó vốn rất là tinh khôn, chúng lẳng lặng chạy về làng báo tin cho người lớn, tức là triều đình của ta, mang binh lính tới càn quét, đuổi giết bọn giặc đi, lại lấy cả mũi tên có lửa để đốt trụi cánh rừng trên núi. Nghe nói là bọn giặc chết cháy nhiều lắm, có thằng cháy phừng phừng như một bó đuốc vậy, chạy nhào xuống sông rồi chết ở dưới. Lão tướng giặc bại trận người Tàu trước khi nhảy xuống sông liền quay lại hét lớn là: "Dù có là ma ở sông thì tao cũng phải giết chết hết lũ trẻ con ở cái làng này." Rồi không biết là cái lời nguyện của thằng tướng giặc đó là có thành sự thật hay không, nhưng mà cái tên sông nuôi xác á thì có nhiều người gọi như vậy lắm. Người ta bảo chết đuối 3 ngày là nổi, có khi 4-5 ngày mới nổi lên. Đến khi nổi lên á, thì có người bị cá ăn hết thịt vào đến tận ốc. Có lần thầy tao đánh lưới ở sông Làng Bên, còn bắt được một con cá, mà bên trong mổ bụng ra hả, nguyên một con mắt người trong đó. Thế nhưng mà riêng cái khúc sông làng này đó nghe, thì người ta chết đuối á, nổi lên phền lên cả tuần, mà không có một con cá nào rỉa mất. Người nào may mắn á, thì được dân làng mình nhìn thấy rồi đem đi chôn cất ở đầu làng, còn người nào không may á thì cứ trôi lên đên như vậy, trôi đi đâu thì không ai biết nữa. Ông Bác ngừng nói, nhìn vẻ mặt đứa nào cũng sợ, ngay cả thằng bạn thân nhất của mình là Tuệ, tức anh hai của bà nội tôi, cũng thoáng vẻ sợ sệt. Ông Bác lấy làm hài lòng lắm. Bà nội tôi nghe thấy vậy thì sợ sệt hỏi: Thế nhưng mà từ đó cho tới giờ á, đã có ai chết chưa anh Bác? Em chẳng nghe thầy U kể gì về cái chuyện này hết." Ông Bác gật đầu, rồi nhìn bọn trẻ con với gương mặt đầy thần bí. Có người chết chứ sao không? Người chết nhiều lắm, nhưng mà người chết trên dòng sông này á thì chỉ có hai loại thôi. Loại thứ nhất là người chết trôi từ nơi khác đến, toàn là người lớn, rồi chó mèo lợn gà đủ hết. Người chết trôi từ nơi khác á thì bị cá rỉa thịt. Mấy lần mà bố tao đánh cá thấy bộ phận người trong bụng cá,
là biết ngay lũ cá ăn xác của xác chết trôi rồi đó. Còn dân làng này chết đuối thì toàn là trẻ con thôi, lúc nào cũng là trẻ con chết đuối hết. Bà tôi sợ quá, bám chặt lấy cánh tay của anh trai mình, rồi nhìn ông bác đầy vẻ sợ hãi. Bọn trẻ con im lặng không nói nên lời. Có một đứa bảo: "Ý, thế mà lúc nãy tụi mình tắm xong, lỡ đâu mà vong hồn của lão tướng Tào hiện lên bắt á, thì chắc không còn đứa nào sống nổi quá." Ông bác xua tay bảo: "Ôi, chúng mày đừng có lo. Tao nghe cụ tổ nhà tao kể lại á, là chỉ những đứa nào nhìn thấy hồn ma của lão tướng Tào, hay là thằng trẻ con đi theo hầu lão tướng giặc á, thì mới bị bắt xuống sông thôi. Nếu mà không nhìn thấy á, thì chúng mày cũng chưa bị bắt đâu." Ủa mà hồn ma của thằng hầu ông tướng giặc là ai vậy?" Ông trẻ tôi tò mò hỏi lại. Tao cũng không biết nữa, nhưng mà nghe cụ tao nói á, nó là con của lão tướng giặc với một người đàn bà người Việt. Cũng có người bảo rằng là đứa trẻ con bị bỏ rơi, lão tướng giặc mang về nuôi. Không ai biết thằng nhỏ từ đâu tới, chỉ biết rằng nó theo hầu ông tướng đó từ năm nó 6-7 tuổi cho tới khi nó chết á. Ông bác nói rồi im lặng nhìn ra dòng sông. Bọn trẻ con không đứa nào nói với nhau câu nào nữa. Trời đã tối, hôm nay mây đen che khuất mặt trời, khiến cho hoàng hôn nhuốm một màu u ám. Đám trẻ con trong làng chia tay nhau trở về nhà. Mặc dù không đứa nào nói với nhau, nhưng trong lòng của chúng đều có một nỗi sợ hãi mơ hồ đối với dòng sông ấy. Đêm hôm ấy không có trăng, trời vừa sẩm tối, cụ tôi đã sai chị Toán, người làm trong nhà, trông cái đèn lên để cho căn nhà thêm sáng. Bữa cơm trôi qua rất nhanh, bà tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Bà nhìn ra cái cửa sổ bên cạnh giường. Thời xưa, kiến trúc nhà ở của người Việt thường có cái cửa sổ nho nhỏ đặt cạnh giường, với mục đích là để hóng gió vào những lúc trời nóng bức. Đêm nay bầu không khí oi ả một cách khó tả. Bà tôi nằm mãi mà không sao ngủ được. Bà nhìn ra khoảng giường nhỏ bên ngoài cửa sổ. Cạnh cửa sổ có mấy cây na rất lớn. Mãi về sau này, về nhà cụ nội ở quê, tôi vẫn nhìn thấy cây na đó. Đêm hôm ấy, bà đang nằm nghỉ miên man thì bỗng dưng tiếng chó sủa từ đâu vọng đến. Bà im lặng lắng nghe, thì ra là tiếng con chó mực. Con mực theo cụ tôi từ hồi còn là con chó con bé xíu. Người ta nói chó sủa một tiếng là sủa ma, sủa ba tiếng là sủa người. Đêm nay con mực sủa gần từng tiếng, nó cứ đứng nhìn về gốc cây na mà sủa không ngừng. Bà nội tôi hướng cổ ra phía gốc cây na rồi khẽ gắt: "Mực, im đi, cho người khác còn ngủ chứ." Con mực nghe tiếng chủ, thế rồi cũng ngưng được một lúc. Nhưng một lát sau, nó lại sủa gay gắt hơn cả khi trước. Bà tôi thấy thế liền nhìn ra gốc cây na tò mò. Giây phút ấy, tim bà như nghẹn lại. Dưới gốc cây na có bóng của một đứa trẻ con. Đứa trẻ con không lớn lắm, chỉ nhỉnh hơn bà tôi một chút thôi. Nó đứng im lặng dưới gốc cây, hướng mặt về khung cửa sổ nơi bà tôi đang nằm. Bà nội tôi nghĩ bụng: "Ý, đứa nào mà lại đến chơi tầm này nha?" Bất giác bà hỏi nhỏ: "Nè, ai ở ngoài đó vậy?" Không có ai trả lời. Đứa bé không hề có ý định dọa dẫm bà. Thấy bà hỏi vậy, nó lẳng lặng đi về phía cổng rồi biến mất. Trời tối, thế nhưng cả người nó phát ra thứ ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. Sao giống đứa trẻ con trong mơ của mình vậy? Bà nội tôi nghĩ thầm. Bà nhổm hẳn người dậy, dí sát mặt vào khung cửa gỗ nhìn theo. Bóng người đi bước thấp bước cao, dường như đôi chân bị thọt, tập tễnh như người bị dị tật. Bóng người đó bước đến cổng nhà thì biến mất. Con mực từ nãy tới giờ đuổi theo sủa inh tai. Khi thấy người đi khuất, nó cũng chợt im lặng. Đêm hôm ấy, bà nội tôi lại nằm mơ. Lại là thằng bé hôm trước. Không nghi ngờ gì nữa, cái bóng khi nãy bà tôi nhìn thấy
chính là thằng bé trong mơ ấy. Thằng bé nhìn bà hồi lâu, cất cái giọng âm u như từ đâu vọng về. Tâm ơi, ngày mai đừng ra sông nữa nha. Bà tôi ngẩn người ra, không kịp nói gì thì thằng bé đã quay đi mất. Đi tập tễnh vài bước, bất chợt thằng bé quay lại nói: nhớ đó, đừng ra sông nha, không là không cứu được đâu. Bà tôi giật mình thức giấc. Trời đã tờ mờ sáng. Cả ngày hôm đó bà thơ thẩn chơi ở nhà. Đến tầm chiều thì cụ bà chạy về tìm con tán loạn: trời ơi, cái Tâm, thằng Tuệ đâu? Bà nội tôi đang chơi sau vườn, ông trẻ tôi thì đang ngồi đọc sách trên nhà. Thấy mẹ gọi như thế, liền hoảng sợ chạy đến. Tiếng cụ bà gọi con lạc cả giọng. Bà hai và bà ba cũng hoảng sợ chạy ra. Bà ba còn đang cho ông trẻ út ăn cháo. Ông Tuệ cũng hốt hoảng. Ông Tuệ hỏi cụ: gọi chúng con có việc gì vậy ạ? Thấy lũ trẻ con ở nhà cả, cụ mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi cụ bảo: ơn trời ơn Phật, U nghe có ba đứa trẻ con chết đuối ở dưới sông đầu làng, đến bây giờ vẫn chưa mò được xác. U cứ tưởng là hai đứa. Nói rồi bà bỏ lửng câu nói, rồi ôm chặt hai đứa con vào lòng. Bà hai thấy vậy liền bảo: trời ơi, tạ ơn trời Phật, từ giờ á, hai đứa đừng có ra khúc sông đầu làng đó chơi nữa nghe. Hai anh em gật đầu rồi nhìn nhau đầy hoang mang, không biết đám trẻ con nhà nào mà lại xấu số tới như vậy. Tối hôm đó cụ tôi về nhà, cụ kể rằng có ba đứa trẻ con bị chết là ba anh em nhà con ông thầy đồ trong làng. Trời nắng, chúng nó rủ nhau ra sông tắm. Đang bơi ở gần bờ thì bỗng dưng đứa nhỏ nhất trong ba anh em kêu lên: Sao lại có người mặc áo giáp đứng trên mặt nước vậy? Hai đứa còn lại nhìn theo hướng chỉ tay của đứa nhỏ, chỉ ra giữa dòng sông. Thế rồi cả ba anh em bị đuối nước lúc nào không hay biết. Thầy U của chúng nó không thấy ba đứa trẻ con ở nhà, đi tìm khắp làng thì có người mách ra sông mà tìm. Ra đến nơi nhìn thấy đồ của chúng để trên bờ, biết là có chuyện chẳng lành. Thầy đồ gào lên khóc thảm thiết. Trẻ con trong làng thường rủ nhau đi chơi, thấy có con nít chết đuối, dân làng ai cũng lật đật chạy về để tìm con mình. Trưa ngày hôm sau, ông bố của ông Bắc vớt được xác của hai đứa nhỏ, còn đứa út thì không thấy đâu. Kỳ thực là con sông này không lớn, thế nhưng trai tráng trong làng dông thuyền đi dọc bờ sông mà không sao tìm thấy. Hai đứa trẻ con vừa được vớt từ dưới sông lên, bà vợ ông thầy đồ khóc nấc lên rồi nhào tới. Trong tức thì, máu mũi máu mồm của hai đứa trẻ trào ra ngoài, làm cái áo chúng đang mặc như chuyển dần sang màu đỏ thẫm. Vợ chồng thầy đồ khóc nấc lên nghẹn ngào, bà vợ ông ngất xỉu, còn ông thầy thì quỳ dưới dòng sông đấm thùm thụp xuống dưới đất mà than khóc: trời ơi, con ơi, sao các con lại bỏ thầy U mà đi như vậy? Nhìn cảnh vợ chồng ông thầy đồ người thì giật giả, người thì ngất liệm bên xác của hai đứa con, người dân trong làng ai cũng rơi nước mắt. Người ta lặng lẽ khênh xác hai đứa nhỏ về nhà giúp cho ông thầy đồ, mỗi người một chân một tay làm đám tang. Một tốp khác thì vẫn ở khúc sông tìm kiếm. Có người bảo rằng: ý trời ơi, không khéo cá nó rỉa hết thịt con bé rồi. Một người khác trả lời: ý nó bậy không à, mới chết thì làm sao mà cá rỉa thịt nhanh như vậy được, trừ khi là cá mập ngoài biển thôi. Cụ tôi cũng đến hỏi thăm tình hình, dẫu sao cũng là người một làng, bản thân cụ cũng có chức tước, cho nên cũng có một phần trách nhiệm. Cụ hỏi thăm, ông thầy đồ sụt sùi, lau nước mắt rồi kể: dạ, bẩm quan, mấy ngày hôm nay mấy đứa con của con vẫn sống bình thường. Thế nhưng mà từ mấy hôm trước, con nghe chúng nó bảo là cứ tối đến, chúng nó thấy có mấy người mặc áo giáp sắt cưỡi ngựa đi lại trước cửa nhà đó. Trời ơi, con thì cứ tưởng là quan binh đi tuần cho nên không có để ý. Thế rồi con bé út nhà con,
cứ mơ thấy một đám trẻ con rủ nó đi tắm sông. Con lại nghĩ là trẻ con mê chơi cho nên mới như vậy. Ai dè. Ông cụ Tám, bố của ông Bắc, cũng là người làm nghề chạy lưới đánh cá cho cả làng, kể lại: à, trời ơi, tôi đang nằm ngủ trong chiếc thuyền neo ở sông thì bỗng dưng có tiếng hét của trẻ con. Tôi nghe loáng thoáng bọn trẻ hét rằng sao lại có người mặc áo giáp đứng trên mặt sông mà nhìn chúng nó. Tôi lại cứ tưởng mình ngủ mơ cho nên không để ý lắm. Thế rồi mọi thứ im bặt, cho đến khi người dân trong làng ra tìm lũ trẻ con tắm sông thì tôi mới vỡ lẽ ra đó. Câu chuyện tưởng chừng như chẳng liên quan, thế nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là liên quan đến một người mặc áo giáp sắt. Cụ tôi giật mình nghĩ lại: lẽ nào là vong hồn của lão tướng giặc bại trận đã chết năm nào? Cụ nhìn ông Tám, hai người có chung một mối nghi hoặc. Mặc dù người này không nói nhưng người kia đã hiểu. Thế nhưng mà chỉ sợ rằng giờ mà nói câu chuyện ma mị đó ra thì cả làng sẽ hoang mang. Sự việc trải qua đã quá lâu rồi, ai mà có thể khẳng định được cái chết của ba đứa nhỏ là do vong ma ám hại. Đêm hôm đó, ông thầy đồ ra sông. Ông làm một mâm lễ rất lớn cúng trên bờ, rồi lên tiếng nói: Con ơi, thầy U và các anh chị nhớ con lắm. Con thương thầy U thì con về với thầy U con nghe. Đừng ở dưới sông lạnh lẽo lắm con à. Thầy xin con. Trưa hôm sau, người ta tìm được xác của cô con gái nhỏ nhất của nhà ông thầy Độ. Đoạn sông đó người ta đã tìm đi tìm lại rất nhiều lần. Thế nhưng chẳng hiểu sao ông thầy vừa cúng đêm hôm trước thì trưa hôm sau đã tìm thấy con gái. Lúc vớt xác con lên, ông thầy đồ nhào tới ôm đứa nhỏ vào lòng, mặc kệ máu miệng máu mũi chảy ra như lần trước. Hai tay hai chân của đứa bé gái hơi nhũn như một miếng đậu phụ do ngâm trong nước quá lâu. Ông Tám đứng bên cạnh, mặt tái mét, chỉ vào đứa nhỏ rồi ú ớ không thành tiếng: Trời ơi, sao chân nó lại như vậy? Người làng nhìn xuống chân đứa nhỏ thì cả làng giật mình hoảng hốt khi thấy dưới chân nó là vết nắm cổ chân màu đen xì, giống như có ai đó cầm chân nó mà lôi xuống nước vậy. Người dân trong làng nhốn nháo trước cái chết đầy ma mị của ba đứa trẻ nhỏ. Đôi chân có bàn tay đen xì, rửa như thế nào cũng không sạch. Ông Toản khâm liệm cho dân làng thở dài rồi lẩm bẩm với cái xác: Thôi, đành để như vậy. Cháu thông cảm cho bác, bác cũng làm hết cách rồi. Ngày đưa tang ba đứa trẻ con là một ngày trời mưa tầm tã. Theo phong tục, bố mẹ ba đứa trẻ không được phép đưa con xuống mộ. Còn bọn trẻ con khác thì bị thầy U chốn nhốt ở nhà, không cho đi đâu vì sợ bị bắt mất vía. Ông cụ Tám mang thằng con trai đến gửi nhà cụ tôi. Ông vốn lênh đênh trên sông nước, giờ mà để thằng con ở nhà thì ông không yên tâm. Sáng hôm đó, bà nội tôi cùng với ông Tuệ và ông Bắc chơi ở phía sân sau vườn. Ông Bắc nói nhỏ: Ê nè, tụi mày có tin á là ba đứa con nhà ông thầy Độ chết là do bị ma kéo không? Bà tôi nghe thấy vậy thì giật mình, nhưng đúng là chỉ có giả thuyết này mới có thể giải thích được điều đó thôi. Ông trẻ tôi trầm ngâm rồi nói: Liệu có đứa nào bị chết nữa không? Ông Bác toan mở miệng nói, nhưng rồi lại ngậm chặt rồi lắc đầu: Tao cũng không biết nữa. Thế nhưng mà dạo này á, tao hay nghe thấy có tiếng của trẻ con dưới sông gọi tao á. Nó gọi rõ lắm, đêm nào cũng gọi. Mà giọng nói thì cứ như từ cõi âm nào đó vọng về vậy á. Bác ơi, bác ơi, vậy á. Nghe thằng bác kể, bà nội tôi sợ quá, ôm chặt lấy cánh tay của anh trai. Chiều hôm đó, ông bác cứ nặng nặc đòi về nhà để ra sông câu cá.
Ông bảo rằng ông bơi giỏi như vậy chẳng sợ chết đuối đâu. Ngăn cản mãi không được, ông trẻ tôi vào nhà mét mẹ. Hai mẹ con vừa mới chạy ra thì đã thấy ông Bắc trèo tường đi về từ lúc nào rồi. Thấy vậy, ông trẻ tôi bực mình, cũng chẳng thèm chạy theo tìm bạn mình nữa. Nhưng mà ông trẻ không ngờ rằng đó là lần cuối cùng ông gặp người bạn thân của mình. Chiều tối hôm ấy, khi đám tang của ba đứa trẻ xong xuôi, ông Tám say rượu đi tất tiểu về ngôi nhà nhỏ dựng cạnh khúc sông của mình. Ban ngày ông thường dùng cái thuyền nhỏ để đi đánh cá, có hôm ăn ngủ tại thuyền luôn. Thế nhưng mà cũng có những lúc ông về ngôi nhà nhỏ để nghỉ ngơi, nhất là những khi có dỗ chạp. Ông đi đâu thì thằng con ông theo đó. Hôm đó ở đám ma, ông uống rượu hơi nhiều, đến khi về thì đầu óc ông lảo đảo. Ông cố gắng bước từng bước thật chậm về dòng sông. Trăng đêm đó sáng lắm, sáng một cách khác thường. Ông cứ nghĩ là chỉ có đêm rằm trung thu thì trăng mới sáng như vậy mà thôi. Gần đến khúc sông đầu làng thì ông Tám bỗng giật mình, thấy ở giữa dòng sông có một đoàn người mặc áo trắng toát đang đi chậm chậm trên mặt nước. Đi đầu là hai người cầm một cờ quạt, ở giữa là một người mặc áo giáp cưỡi ngựa, đằng sau là một đoàn người nối đuôi nhau. Cả đám người phát ra một ánh sáng nhàn nhạt màu trắng toát, mọi thứ đều phủ một màu trắng lờ mờ. Người màu trắng, ngựa màu trắng, đoàn người đằng sau cũng màu trắng. Tất cả chậm chậm đi trên mặt nước. Có tiếng ngựa hí vang trời, có tiếng khóc trẻ con ai oán văng vẳng cả khúc sông. Ông Tám giật mình, cảm giác ngạc nhiên khiến trí óc của ông minh mẫn khác thường, quên cả cơn say. Ông nhìn vào người cưỡi ngựa rồi nghĩ bụng: Quái lạ, sao mình chưa thấy ông quan này bao giờ vậy? Rồi ông lại nhìn bầy trẻ con ở đằng sau, có đứa cao, có đứa thấp, có con trai, có con gái. Chúng đi thành đoàn giống như binh lính đi trên đường. Ông căng mắt nhìn, rồi lắc đầu nghĩ, ông chẳng biết đứa trẻ con nào ở trong đây. Khoan đã, ông nghĩ thầm trong đầu, sao mấy đứa đi đằng sau ông nhìn thấy quen như vậy? Ba đứa đi đằng sau hình như là con của ông thầy đồ mà. Chẳng phải chúng chết rồi sao? Sao lại còn ở đây? Đúng rồi, đứa con nhỏ nhất của ông thầy đồ kia chính là ông bế lên từ sông chứ ai. Nó đang đi trên mặt nước trước mặt ông. Chẳng lẽ ông đang gặp ma? Nghĩ đến đó, ông toàn bỏ chạy. Thế nhưng mà cái lúc mà ông vừa quay đi thì ông giật mình thấy đứa cuối cùng trong đoàn. Ông ú ớ: Kìa là thằng bắt con mình mà. Một cảm giác lạnh lẽo từ đầu xuống chân của ông, dường như có ai đó đang đánh trống trong bụng. Tim ông đập thình thịch, ông gào lên: Bác ơi, con ơi. Rồi ông ngã lăn ra đất bất tỉnh. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy ông Tám đang nằm bất tỉnh trên bãi đất gần khúc sông đầu làng. Người dân trong làng chạy lại đỡ ông dậy, cho ông uống miếng nước rồi mới hỏi chuyện. Lúc đó bà nội tôi theo anh trai đi chợ, thấy ông Tám nằm đó cũng tò mò chạy lại xem. Ông Tám vừa tỉnh thì đã chạy ào xuống sông tìm con. Ông trẻ tôi thấy vậy liền chạy đi gọi người làng đến giúp đỡ. Hôm qua khi ông Bắc trở về, ông đã thấy có điều gì đó bất an. Vừa kiếm người giúp đỡ, ông trẻ tôi vừa khấn vái trong đầu, chỉ mong sao trường hợp xấu nhất không xảy ra. Nhưng mà đến chiều hôm ấy thì người ta mò được xác của ông Bắc. Khi vớt lên, ông Bắc vẫn cầm trong tay cái cần câu, da mặt bủng beo vì ngâm nước đã hơn một ngày. Chẳng ai còn nhận ra
được thằng bé ngoan hiền như hồi còn sống. Chỉ trong vòng mấy ngày mà dân làng đã mất đi 4 đứa trẻ con. Trẻ con chết nhiều quá khiến cho cả ngôi làng như chìm trong một nỗi ngột ngạt đến mức ám ảnh. Người ta thấy khắp làng thoang thoảng mùi nhang khói hòa lẫn với mùi cháy khen khét của vàng mã đốt cho người đã khuất. Từ ngày mất con, ông Tám cứ đi lang thang trong làng, gặp ai cũng hỏi về con. Ông Tám đi đến đâu cũng khóc lóc. Ông bảo rằng con tôi nó chưa chết, đêm nào nó cũng đi theo quan quân trên sông đó. Nó đi cùng với ba đứa con nhà ông thầy Độ. Nó chưa chết đâu, mấy hôm nữa nó lại về với tôi mà. Dân trong làng thấy vậy thương lắm, chỉ biết lắc đầu nhìn ông ái ngại. Cái chết của 4 đứa trẻ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, lời đồn đại về dòng sông nuôi xác ngày càng lan nhanh. Chẳng mấy chốc mà cả tổng đã biết đến dòng sông nuôi xác rồi. Không còn ai dám ra dòng sông đó nữa. Khúc sông nhỏ vốn đã vắng vẻ, nay lại càng vắng vẻ hơn. Từ ngày có trẻ con chết ở sông, bà nội tôi lúc nào cũng cảm thấy có bóng người chân bước tập tễnh đi phía sau lưng mình. Nhiều khi trời nóng bức, nhưng bà nội tôi vẫn cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc phía sau lưng. Có lúc con chó mực cứ nhìn về phía sau lưng của bà mà cắn. Bà thấy vậy lạ lắm, nhưng không dám kể với ai. Cứ cách dài 3 ngày, bà lại nằm mơ thấy có người dẫn bà đi chơi. Có lúc chơi ở khoảng sân nhà, có lúc đi đến một nơi lạ quắc. Thế nhưng nhiều nhất vẫn là ra khúc sông đầu làng. Thằng bé con cùng bà chơi đủ trò, thế nhưng lúc nào cũng chỉ có 2 đứa mà thôi, chẳng có ai khác nữa cả. Bà hỏi gì thằng bé cũng không nói, nó chỉ nhìn bà cười cười rồi im lặng. Trung thu năm ấy đến cùng với làn gió heo may se se lạnh. Mới từ đầu tháng đã thấy có tiếng múa lân rộn ràng ở ngoài đình. Hôm ấy bà tôi cùng với ông trẻ đi theo đám múa lân tới những làng khác. Bà cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng không hiểu sao đi lạc đường. Ngày trước đường làng không hề có bóng điện chiếu sáng, dân trong làng muốn đi đâu đều phải đốt đèn lồng hoặc nhờ ánh trăng sáng mà đi. Bà tôi đi lạc, vừa mò mẫm vừa khóc, vừa gọi tên ông anh trai, nhưng chẳng thấy ai trả lời. Bà không biết đây là nơi nào, ngôi làng này có vẻ nghèo lắm, toàn là nhà tranh vách đất. Bà gào khản cả giọng nhưng không thấy ai. Trăng đầu tháng tỏa sáng lờ mờ, khiến cho khung cảnh càng thêm ghê rợn. Bỗng dưng, bà thấy phía trước có một người đàn ông mặc áo giáp sắt, cưỡi ngựa trắng toát đi đến trước mặt bà. Cả người toát ra một thứ ánh sáng lờ mờ như lửa ma trơi. Bà ngây người ra vì sợ. Người ấy nhìn bà rồi lên tiếng hỏi: "Sao lại đi đến đây?" Bà tôi lau nước mắt, sợ sệt trả lời: "Dạ, cháu bị lạc đường." "Có muốn về với thầy U thì theo tao." Người đó nói rồi ngoảnh mặt bước đi. Bà đi theo, người cứ như trong mộng. Đi đến gần bụi tre đầu làng thì bỗng từ đâu thằng bé mà bà thường hay gặp trong mơ chạy tới. Thằng bé nắm lấy tay bà rồi thì thầm vào tai: "Giờ Tâm phải đi theo tôi. Tôi bảo chạy thì chạy, bò thì bò, đừng có quay lại phía sau. Ai gọi gì cũng không được trả lời, nhớ chưa?" Thấy có người quen, bà cảm thấy vững tâm hơn nhiều. Bà chạy học tốc theo người ấy. Đằng sau có tiếng gió ngựa chạy dồn dập, có tiếng ai như giọng ông trẻ của tôi: "Tâm ơi, anh Tuệ đây, đi về với anh." Bà vẫn cắm đầu chạy tiếp. Chạy được một đoạn,
lại có người nói: Tâm ơi, theo thầy U về nhà đi con. Bà tôi lại cắm đầu chạy, không nói không rằng. Tiếng vó ngựa vẫn dồn dập đuổi từ phía sau. Chạy một lúc thì người đã thấm mệt. Bà tôi vừa mới định hỏi thằng bé khi nào mới tới nơi thì thấy nhà mình đã hiện ra trước mắt. Lúc bấy giờ thằng bé mới quay lại nói: Đến nhà rồi, đêm nay nhất định ai gọi cũng không được trả lời đó. Vừa dứt lời thì thằng bé cũng biến mất. Thấy con gái về, cụ tôi mừng lắm. Cụ bà cả, cụ bà hai ôm lấy bà tôi khóc mãi, nhất là ông trẻ. Ai cũng sợ bà tôi đi lạc hay bị ma bắt mất thì cả nhà chắc không sao sống nổi. Thế nhưng khi cụ nội hỏi bà là ai dẫn bà về thì bà không dám trả lời, chỉ dám nói là không biết người đó là ai. Đêm hôm ấy, bà nội tôi đang ngủ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi. Hình như là tiếng gọi của một bầy trẻ con. Chúng gọi tên bà không ngừng. Có cả tiếng trống, tiếng bước chân rậm rập. Nằm trong chăn mà bà tôi run cầm cập cả người, đổ mồ hôi như tắm. Tiếng chó sủa liên hồi, tiếng gọi ma quái của lũ trẻ con trước cổng khiến cho khung cảnh càng trở nên quái dị. Bà nội tôi nằm im, rung rung chờ trời sáng. Sáng hôm sau, người dân trong làng lại phát hiện ra một cái xác trôi dạt vào bờ sông. Người phát hiện là một ông cụ già cất vó vào lúc sáng sớm. Xác chết là con gái của ông Lân phú hộ trong làng. Chiều hôm qua, ông Lân đi lên tỉnh đòi nợ để cô con gái mới 5 tuổi của mình ở nhà cho người làm chăm sóc. Nhưng lúc người làm không để ý, cô con gái 5 tuổi chạy ra phía sông đầu làng rồi mất hút ở đó. Ông Lân đi về không nhìn thấy con đâu, người như phát điên. Làng này có dòng sông nuôi xác mà chỉ muốn đòi mạng trẻ con. Ông Lân không lạ gì điều ấy. Ông chạy thẳng ra sông, quỳ xuống gọi tên con thảm thiết. Ông thuê hết thuyền của cả làng, rồi của làng bên, sau đó đốt đèn sáng rực cả sông. Bà nội tôi nghe chuyện thì nhẩm tính. Bà về đến nhà thì cũng là lúc ông Lân ở sông tìm xác con. Con gái ông Lân vừa được vớt xác lên bờ, người làng sợ hãi khi nhìn thấy cổ chân và cổ tay con bé có những vết hằn ngón tay đen xì, giống y hệt như những vết hằn trên cổ chân của con gái út ông thầy Độ chết năm ngoái. Người làng sợ hãi lắm, người ta xì xào với nhau rằng đó là hồn của lão tướng Tàu bại trận năm nào đến để trả thù đám trẻ con trong làng. Cái dòng thằng hầu lão tướng Tàu có nhiệm vụ đi theo tìm trẻ con để dụ dỗ đến dòng sông nuôi xác. Có người còn thêm mắm dặm muối là dòng thằng nhỏ đi theo lão tướng người Tàu là tinh phách của yêu tinh từ phương Bắc đến chuyên hại người. Tin đồn lan tỏa đến mức lũ trẻ nhỏ không dám bước chân ra khỏi nhà. Bà nội tôi lúc ấy cũng không ngoại lệ. Đêm hôm ấy, bà nội tôi nằm mơ. Trong giấc mơ bà lại thấy thằng bé mỗi lần. Nó vẫn ít nói như mọi khi. Bà nội tôi vừa nhìn thấy thằng bé đã hét ầm lên: Mày đi đi, đi khỏi đây đi, tao không muốn gặp mày nữa. Trong giấc mơ, thằng bé nhìn bà tôi buồn lắm. Nó bảo rằng: Bạn không tin tôi à? Tôi chưa từng hại bạn mà. Nhưng mày hại những người khác. Ba đứa nhỏ con nhà thầy Đồ, anh Bắc, rồi cả con ông Lân nữa. Bao nhiêu đứa trẻ đã chết rồi mày có biết không? Bà tôi thét lên trong giấc mơ. Thằng bé buồn lắm. Nó bảo: Tôi không hại người. Tôi không có đi bắt trẻ con cho ông tướng người Tàu. Bà tôi lắc đầu: Thôi đừng nói nữa, tao không tin mày. Mày đi đi. Thế rồi bà tôi giật mình tỉnh giấc. Trẻ con thời nào cũng vậy, chúng chẳng giữ được nỗi buồn quá lâu trong lòng. Ngày hôm sau, bà nội tôi cùng với ông trẻ đi xem gia đình ông Lân
làm pháp sự cúng dông cho đứa con gái nhỏ ở ngoài bên sông. Thực ra việc cúng khấn cho người chết vốn không lạ trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, nhưng đối với người chết đuối thì nghi thức pháp sự lại hoàn toàn khác. Lễ cúng cho người chết đuối được thực hiện ở ngay khúc sông mà người đó chết, dân gian quen gọi là lễ bắt cầu, giải oan. Lễ này gồm có hai bàn thờ, một bàn thờ dành cho Hà Bá, một bàn thờ dành cho quan sai dưới âm phủ. Thầy pháp cũng chuẩn bị một chiếc gương chiếu, một cây kim tích tượng, một cây phan thần hình nhân, một chiếc cầu vải màu vàng, bảy lá cờ, một nồi đất, một chiếc thuyền chở hình nhân, và nhất là một con gà trống. Ông Lân mời ông Điền, vốn là thầy pháp có tiếng trong tổng, về để chiêu hồn cho con gái mình. Ông thầy pháp làm lễ cúng khấn tưng bừng cả một khúc sông. Phần ly kỳ nhất của buổi lễ đó là khi cây cầu bằng giải vàng được căng ra, vong hồn sẽ đi trên cây cầu. Lễ bắt cầu giải quan vốn không xa lạ gì với người dân, thế nhưng mà chẳng ai có tiền để làm được như ông Lân. Ông thầy Độ, ông Tám là một ví dụ như vậy. Ngày hôm ấy, trời âm u như cái ngày mà dân làng phát hiện ba cái xác của con ông thầy Độ. Cầu giải được căng ra, ông thầy pháp làm lễ khai quan, hướng chiếc gương xuống lòng sông để chiêu hồn phách nạn nhân lên bờ, nhập vào cành phan. Giây phút ấy, bà nội tôi đứng tim khi nhìn thấy từ dưới nước con bé con nhà ông Lân rẽ nước đi chậm chậm lên trên chiếc cầu vải. Người nó nhợt nhạt, ánh mắt trắng giả, làn da bủng beo. Nó đi chậm chậm trên chiếc cầu. Nó đi đến đâu thì chiếc cầu vải lún xuống vì sức nặng vô hình. Người dân trong làng chỉ nhìn thấy những vết lõm ở cầu vải, thế nhưng riêng bà tôi thì thấy hình dáng của đứa nhỏ rõ ràng như đang còn sống. Bà đưa mắt nhìn đằng xa thì thấy có một vị tướng mặc áo giáp trắng toát, mặt mày giận dữ, chạy tới đuổi nó, kéo nó xuống sông. Nó đi một bước thì người kia lại kéo nó lại, dáng vẻ vô cùng khổ sở. Dường như ông thầy cũng biết cái vong bị bắt giữ, ông liền rung chiếc chuông nhỏ rồi lầm rầm đọc thần chú gì đó. Lão tướng giặc bại trận nghe tiếng chuông liền nhăn mặt tỏ ra đau đớn lắm. Bất chợt bà nội tôi nhìn thấy thằng bé trong giấc mơ níu chặt tay lão tướng giặc. Con bé con ông Lân thừa cơ chạy thật nhanh xuống cuối cây cầu vải, tay nó chạm vào cành phan thì cũng là lúc bóng thằng bé trong mơ và ông tướng giặc chìm xuống dưới đáy sông. Lúc con bé ngồi trên cành phan, tức thì cây tre nhỏ khẽ rung lên. Ông thầy nói nhỏ: "À, vong về cành phan rồi." Bà nội tôi thấy đứa bé ngồi trên cành phan, vẻ mặt đã thư thái hơn trước. Nó nhìn cha mẹ nó đang khóc nghẹn ngào, nó đưa bàn tay ra với về phía bố mẹ nó, và dường như mẹ nó cũng cảm nhận được sự hiện diện của đứa con. Mẹ nó gào lên rồi ngất liệm. Trời nhá nhem tối, bà nội tôi muốn xem thêm nhưng ông trẻ nhất quyết bắt bà đi về. Bà vừa đi vừa ngoái lại dòng sông nuôi xác oan nghiệt. Đêm hôm đó bà cứ mong mãi, mong mãi thằng bé trong giấc mơ. Mới chập tối mà bà đã đi ngủ, chỉ mong sao có thể gặp được thằng bé đó một lần nữa. Thế nhưng mà đêm hôm ấy, rồi đêm hôm sau, một đêm hôm sau nữa, bà chẳng thấy ai nữa cả. Hai năm liền, dân làng Hạ đón Trung Thu trong cảnh điều hiu vì nỗi sợ hãi lơ lửng trên đầu. Trẻ con cũng không hào hứng đi rước đèn. Đêm rằm bà và mấy anh chị em ở nhà phá cổ rồi đi ngủ. Trung Thu diễn ra chóng vánh như vậy. Đêm hôm sau, trăng 16 sáng vằng vặc chiếu xuống khúc sân sau nhà. Bà đang nằm thao thức nhìn cây na to lớn đứng trong góc giường. Một giấc mộng kéo đến, bà lại gặp người ấy trong mơ. Thằng bé hôm nay mặc đồ lạ lắm, cứ như là đồ của binh lính thời xưa.
Nó nhìn bà rồi khẽ nói: "Tôi đến đây để từ biệt." Bà ngạc nhiên: "Hả? Từ biệt? Từ biệt để đi đâu?" "Đi xa lắm." Bà tôi im lặng. Thằng bé nhìn bà hồi lâu rồi mới lên tiếng nói: "Tôi vốn tên là Tứ, người ở làng Phong Điền. Thực ra cả bố mẹ tôi đều là người Việt. Giặc phương Bắc tràn đến làng tôi, giết hết cả làng. Lúc ấy tôi mới 7 tuổi, nấp sau khe cửa nhìn giặc giết bố mẹ tôi. Tôi căm hận chúng." Thằng bé vừa nói vừa nhìn bà với ánh mắt buồn rười rượi. "Ngồi bên xác cha mẹ, tôi quyết định sẽ tự vẫn để chết theo. Thế nhưng lúc tôi chuẩn bị đâm con dao vào bụng thì có một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo màu đỏ đi đến. Ông ấy nói ông ấy là thành hoàng làng. Ông ấy bảo tôi rằng mạng tôi chưa chết được, phải sống để còn báo thù cho làng cho nước. Ông ấy nói rằng sau này khi tỉnh dậy nhớ phải xin đi theo giặc, khi chết phải chết theo giặc để bảo vệ những người vô tội. Tôi nghĩ dù sao mình cũng chết rồi, làm như thế thì được ích gì chứ. Ông quan áo đỏ nói rằng nếu như tôi làm tốt, sau này sẽ cứu được rất nhiều người." Thằng bé ngập ngừng rồi nói tiếp: "Lão tướng giặc trước khi chết đã nguyền trẻ con của làng phải chết. Thực ra ba đứa trẻ con năm xưa tìm được sào huyệt ẩn náu của lũ giặc, thì có một đứa nhỏ nhất là do tôi nhập vào. Bao nhiêu lâu nay, lão tướng bắt trẻ con của làng để âm thầm luyện một binh đoàn quỷ nhi cho hắn. Hắn muốn trả thù làng, trả thù chân nước Nam. Trải qua cả trăm năm, hắn chỉ cần nuôi xác trấn hồn trẻ con là đạt được mục đích. Cái hồn con bé con nhà ông Lân đáng lẽ ra chưa phải chết. Nó thế mạng cho bạn đó. Ban đầu lão tướng giặc sai tôi đi bắt dông trẻ con. Tôi toàn lựa chọn những đứa trẻ bị bệnh ốm sắp chết, không cách nào qua khỏi. Thế nhưng một làng thì cũng chỉ có được một hai đứa như vậy. Tôi không chịu, lão tức giận lắm. Lão toan định ăn cả hồn phách của tôi. Thế nhưng những trận lũ đến làm dông người xuống sông nhiều, lão cũng tạm thời gác lại chuyện đó. Thế nhưng mà từ đó lão không còn tin tôi nữa. Hôm đó lão tướng giặc đích thân đi bắt bạn để cho đủ xác và dông người dưới sông. Hôm đó nếu tôi không cứu bạn thì bạn đã chết rồi. Rồi cả cái hôm bạn nghe thấy tiếng trẻ con gọi trước cổng nữa đều là do lão ta đến tìm đó." Bà tôi run rẩy ngập ngừng hỏi: Vì sao bạn lại cứu tôi?" Thằng bé không trả lời. Nó nhìn bà tủm tỉm cười. Lần đầu tiên thấy nó cười như vậy. Nó chỉ cười thôi, không nói gì. Mãi về sau này bà tôi mới hiểu vì sao thằng bé trong giấc mơ lại im lặng và cười như vậy. Sực nhớ ra chuyện gì đó, bà tôi hỏi: Thế còn lão tướng giặc đó thì sao? Lão sẽ lại bắt trẻ con ở làng tôi sao?" "Không đâu, hồn của lão bị bắt rồi. Lão không còn làm hại người được nữa. Bầy quỷ nhi và âm binh trước kia của lão bị thu phục nhốt lại rồi. Tôi cũng hết nhiệm vụ." "Người đó là ai vậy?" Bà tôi giật mình hỏi. Thằng bé cười: "Sau này bạn sẽ biết mà." Đang nói đến chuyện đó, bỗng dưng bà tôi nghe ngoài cổng có tiếng gọi: "Nhanh lên nào, đi thôi." Thằng bé quay lại nhìn bà tôi rồi nói: "Chắc chắn sẽ còn gặp lại." Nó nắm lấy tay bà tôi. Bà tôi nhìn rõ trên mu bàn tay của nó có một chiếc bớt hình trăng khuyết.
Bỗng dưng nước mắt bà tôi lã chả rơi. Bà tôi bảo rằng: nhất định gặp lại nha. Thằng bé mỉm cười không đáp. Năm tháng trôi qua, bà tôi cũng trở thành một cô thiếu nữ khỏe mạnh và xinh đẹp. Thời đó con gái vốn không cần phải học nhiều. Thế nhưng cụ nội tôi vẫn nghĩ rằng con mình từ bé đã có người âm thầm mách cho phép xem mặt trăng trong binh thư yếu lược, chắc chắn sẽ làm nên được việc lớn. Thế là cụ tôi không tiếc tiền cho bà đi học. Chỉ có điều, càng lớn, bà chẳng thiết tha yêu đương gì ai cả. Đêm nào bà cũng bị bóng đè, đêm nào cũng có người về dẫn bà đi chơi khắp nơi. Nhiều nhất là ra dòng sông nuôi xác năm đó. Trước khi bà gặp ông nội tôi mấy ngày, người mà bà mong ngóng trong giấc mơ lại đến chia tay bà. Lần này người ấy không hứa hẹn như lần trước, cũng không quay lại tìm bà như lần trước nữa. Rồi bà có mối tình với người Trần như bao người khác. Bà cũng lấy chồng, cũng sinh con. Chồng của bà là ông nội của tôi. Mặc dù con cái đề quề, gia đình đủ ăn đủ mặc, thế nhưng nỗi buồn vương vấn trong lòng bà mãi mãi vẫn là hình bóng trong mơ từ thổi bé. Nhiều khi bà vẫn mơ thấy có bóng người đứng theo dõi mình từ xa. Có lần anh trai tôi lái xe chở bà về quê, dòng sông nuôi xác ấy vẫn còn, vẫn hiền hòa và đầy bí ẩn dưới làn nước xanh ngắt. Anh tôi bật cười hỏi: sao lại gọi là dòng sông nuôi xác nhờ? Chẳng lẽ sông này nhiều người chết lắm hả bà? Bà tôi gật đầu: trước kia nhiều lắm, giờ thì không còn nữa. Anh tôi hỏi: vì sao lại không còn nữa ạ? Bà tôi mỉm cười, nụ cười vẫn phản phất nét của một cô tiểu thư đại cát. Bà bảo rằng: chuyện đó có lẽ con nên đi hỏi ông Tuệ của con thì rõ hơn đó. Tôi cũng nghĩ rằng chỉ một câu chuyện vô thưởng vô phạt như vậy lại mở ra một câu chuyện đầy bí ẩn, đầy ma mị của ông trẻ tôi. Ông cụ già năm nay đã 80 tuổi rồi, lúc nào cũng mỉm cười đầy nhân hậu. Có lẽ tôi cũng chẳng thể nào tưởng tượng được người đàn ông hiền lành ít nói ấy sao lại có thể liên quan tới một dòng sông nuôi xác đầy oan nghiệt. Cho tới một ngày, ông trẻ kể cho anh em tôi nghe về đêm trăng đẫm máu năm ấy. Quý thính giả vừa nghe xong hồi thứ hai, dòng sông nuôi xác, trong series truyện ma dân gian kinh dị Trung Thu Quỷ Truyện của tác giả Thảo Trang. Hẹn gặp lại các bạn ở hồi thứ tư của bộ truyện với tựa đề Đêm Trăng Rằm Đẫm Máu. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt, chúc các bạn một buổi tối an lành.